Cái gì cơ? Dùng nước coca này xong mình đổ vào cái lọ xe sủi này, nó sẽ bật cái lắp xe sủi ra. Đừng có lừa tôi nhá, tôi sẽ làm thử nhá các bạn nhá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cho Teng Teng nhá. Rồi làm không ạ? Rồi bật lắp, mở lắp ra này. Tay coca này các bạn ơi. Đó, không ạ? Đổ vào lọ xe sủi này này. Xem nó có bật lắp ra không nhá. Các bạn hãy chờ xem. Nổ tung luôn, wow, không thể tin nổi luôn.